Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi chương trình Thảo Dược vùng Tây Bắc của mình nhé. Hôm nay mình giới thiệu các bạn một cây thuốc rất là quý. Mà cây thuốc này nó thường mọc hoang ở nhiều nơi các bạn ạ. Quê mình cứ đến mùa này thỉnh thoảng có nơi bãi đồi trống là nó mọc rất là nhiều. Cây này có tên là cây thanh hao hoa vàng các bạn nhé. Cây thanh hao hoa vàng này là một cây tinh dầu rất là quý các bạn ạ. Người ta thường thường thu mua về để chưng cất đấy tinh dầu. Còn nhà chúng tôi không chưng cất tinh dầu nhưng chúng tôi dùng để làm lá sông các bạn, để cho những người mà bị sốt nóng, sốt rét, bị ốm mà để cho người ta ra được mồ hôi và ho và nó thông mũi các bạn nhé. Đây là cây thanh hao hoa vàng. Cây thanh hao hoa vàng là một cây lá mọc cách các bạn. Cuống lá, từ cuống lá lên là lá mọc chép hai lần chân chim. Cả hai mặt lá có lông rất là mịn mà nhỏ các bạn nhé. Rất là mịn mà nhỏ, đây các bạn nhìn kỹ này. Lá rất là mịn nhỏ. Cây thanh hao hoa vàng là một cây làm thuốc chữa sốt nhá, sông chữa sốt này, uống vào để cho giảm sốt này, giảm sốt nhá, uống vào giảm sốt này. Ngoài làm thuốc sốt còn làm thuốc gan các bạn, và các bạn nhớ nhé, cây thanh hao này làm thuốc gan không cần nhiều các bạn nhé. Uống thuốc chữa viêm gan mà vàng da vàng mắt, con ruồi đậu ở mồm mà không muốn đuổi ấy, các bạn ạ. Thì thứ nhất là cây thanh hao hoa vàng này một nắm này, thứ hai là cây cổ bình đây các bạn nhé, đây cây cổ bình đấy, cây cổ bình đấy, cây cổ bình đấy. Thứ ba là cây thiên thảo các bạn nhé, đây cây thiên thảo. Tôi giới thiệu với các bạn một bài thuốc cặn kẽ nhé, cây thiên thảo đây đấy, lá mọc đối, toàn thân thân vuông, toàn thân có lông. Thứ hai, thứ ba là cây thiên thảo. Thứ tư là cây bần bọt các bạn. Đây. Các bạn này. Thứ tư là cây bần bọt. Cây bần bọt này toàn thân có lông các bạn nhé. Lá kép. Đấy. Lá kép, lá cũng có lông. Đây. Hoa quả mọc ở dưới nách lá đây nhé. Mặt dưới nách lá đây. Cây thứ năm là cây lạc ba lá. Cây này đừng nhầm mấy cây kim tiền thảo bạn nhé, nhưng ngồi uống thay kim tiền thảo được. Chỉ cần 5 vị này các bạn làm thành một thang thuốc để uống chữa bệnh gan. Tôi hứa với các bạn là khỏi ngay, chứ không cần dùng đến thuốc khác nữa các bạn nhé. Đây tôi cho các bạn xem lại một lần nữa cây thanh hao hoa vàng. Thanh hao hoa vàng. Đấy. Đây, cặn kẽ là cái phiến lá của cây thanh hao hoa vàng này. Lá chép này. Đấy, các bạn nhìn kỹ nhé. Đấy. Thanh hao hoa vàng lá đấy. Đấy, cả hai mặt lá. Có lông rất là mịn nhé. Mình nhìn qua kính thì mới nhìn thấy cái lông của nó. Xin chào các bạn nhé.